Okay, hi everyone, how are you today? I'm very well today and I hope you are too. Now, uh, hôm nay mình lại tiếp tục bài um, tiếp theo của phần uh, bài uh, Unit 2 My Home nhé. Lesson 5, như vậy chúng ta cũng gần kết thúc uh, Unit này rồi. Lesson 5, Skills 1, Kỹ năng 1. Và trong bài này thì mình tập trung chỉ học hai kỹ năng đó là Reading and and Speaking. Um, rồi trước hết thế này, before we start um, our lesson today, I have a question for you. Um, do you often travel? Do you often travel? Now, the travel em có hay đi du lịch không? Em có thường đi du lịch không nhỉ? À một bạn một số bạn bảo có, em rất hay thường xuyên đi. Yes, I do. But no, I don't. Rồi, uh, những bạn mà thường hay đi du lịch ấy thì các em uh, có khi mà mình đi du lịch ý, mình có hay để ý mình có hay chú ý uh, uh, những cái 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 những cái tòa nhà Nói chung là những cái nơi mà có những cái kiến trúc độc đáo và đặc biệt không các em nhỉ Ví dụ khi em nhìn em đến đâu em thấy à uh, cái tòa nhà này hay thế nó có những cái cái kiến trúc nó có cái cách thiết kế thật là độc đáo và sáng tạo nó khác biệt so với những nơi khác uh, mình có thường để ý những cái đấy không nhỉ à cái em nói là à, em cũng không chú ý lắm hả rồi những bài trước ấy, thì cô đã giới thiệu cho các em những cái loại ngôi nhà khác nhau Các mình còn nhớ không? Có townhouse, có country house, có villa, có stilt house Đúng không nhỉ? Đấy những cái nhà apartment nữa à, Những cái kiểu nhà như vậy Đấy những cái kiểu nhà phổ biến nhất mà mình thường hay gặp Đúng không? Thế bây giờ à, liệu rằng mình còn có thể gặp được những cái cái ngôi nhà nào mà nó khác hoàn toàn so với những cái ngôi nhà mà cô đã đề cập cho các em những buổi trước không nhỉ? À rồi OK bây giờ cô sẽ cho các em xem hình này và mình nọ mình mình xem là mình có cảm nhận như thế nào khi mà mình nhìn vào nó nhé. À, à, à. rồi lại này, nào, em nhìn này. Em có thể tưởng tượng ra đây nó là cái gì không nhỉ? Đây, 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 đây nữa. À các bạn bảo ôi sao giống cái cầu trượt thế? Như kiểu là đà, là trượt ý nhỉ? Hoặc ở đây nhìn chung nó như là cái tổ chim, cái tổ ong gì đấy. Mà có những... Ok, anyway. Nào, em có thể đoán ở đây cái gì không? À, cô xin vật mí các em. Nó chính là một cái khách sạn các em ạ và tên của cái khách sạn này nó cũng giống như là hình ảnh của cái khách sạn đó tên của nó là crazy house hotel crazy house hotel crazy từ này có thể nhiều em đã cũng biết từ này crazy nó là điên điên không bình thường điên à, điên khùng house là ngôi nhà hotel là khách sạn và đà lạt các em biết rồi đà lạt nó là tên của một cái địa danh Uh, nó ở phía uh, Nam Trung Bộ, gần gần đi về phía Nam Đà Lạt, đây chính là một cái khách sạn nằm ở thành phố Đà Lạt Và tên của nó là Crazy House Hotel Khách sạn nhà uh, điên, mình có thể dịch dịch ra tiếng, tiếng Việt nó như thế Ok, và em thấy em đã bao giờ gặp một cái, cái nơi nào mà để ở khách sạn này để ở Mà nó có cái thiết kế nó như thế này chưa nhỉ? Nó rất là lạ đúng không nhỉ? Nó rất lạ, nó rất là độc đáo Mình dùng từ đấy rất là lạ, độc đáo Strange or unique Rồi hai cái từ mà cô vừa mới dùng ấy, Từ này này, từ strange Là lạ Unique Ở đây là độc đáo Tức là sao? Độc đáo tức là chỉ có một thôi Mà không có hai Nó không có cái nào mà nó giống nó cả Vậy hai cái từ này Cô nghĩ là hai cái từ rất là chính xác để mô tả cho cái thiết kế của cái nơi này. Ok. Crazy House Hotel Đà Lạt. Rồi vậy thì các em có thể đoán được rằng bài đọc của chúng ta hôm nay là về chủ đề gì đấy? Nó chính là về cái địa danh này các em ạ, chính là về cái nơi này cụ thể nó là cái khách sạn nhà điên khùng này ở ở Đà Lạt. Rồi, nhưng mà mình chưa bắt đầu vào bài đọc đâu. Hôm nay mình sẽ học khác một chút so với bài 1. Nếu như các em còn nhớ ở bài 1 Unit 1 My New School khi mà học đến cái phần kỹ năng đọc này này thì cô cho các em đọc luôn cái bài đọc. Còn nhớ không nhỉ? Còn nhớ ba cái ngôi trường không nhỉ? Rồi, nhưng mà sang bài này thì cô lại không muốn các em bây giờ mình đọc luôn mà chúng ta đợi một chút xíu, mình sẽ tìm hiểu về nơi này qua bài đọc. Nhưng trước khi mình tìm hiểu thì mình sẽ phải học một chút xíu về cái này đã Nó là study skills Và từ nay đến cái chương trình học lớp 6 này Đến lớp 7, lớp 8, lớp 9 của em ấy Thì các em cũng phải học cái phần như thế này Để gọi là study skills Study skills nó là kỹ năng học Từ skills là từ kỹ năng Và cụ thể trong bài này Nó là kỹ năng đọc các em ạ Nó là reading skills, kỹ năng đọc Vậy thì tại sao mình lại phải học kỹ năng đọc mình học bất kỳ một cái kỹ năng nào trong tiếng anh trong tiếng anh thì nó có bốn kỹ năng là nghe nói đọc viết là listening speaking reading và writing đúng không nhỉ và mỗi một kỹ năng này thì nó đều có những cái mà mình cần phải học để có thể đạt được được cái việc học nó một cách tốt nhất tức là nó có những cái kỹ năng nhỏ hơn ví dụ khi mà nói đến kỹ năng đọc thì đọc như thế nào để cho nó hiệu quả nhất tốt nhất thì em cần phải biết những cái kỹ năng nhỏ như thế Vậy thì trong bài học ngày hôm nay cụ thể mình sẽ học kỹ năng Một kỹ năng nhỏ trong kỹ năng đọc Đó chính là prediction Các em ạ Prediction Prediction là sự dự đoán, sự tiên đoán Sự dự đoán, tiên đoán, đoán Từ prediction nó là danh từ trọng âm nó vào âm tiết thứ, thứ hai Prediction Động từ của từ prediction là predict nào cô viết đây, đây nhé Predict Đó Nó là động từ Nó là đoán cái gì đó Dự đoán cái gì để Tiên đoán cái gì đấy Vậy thì đây là một kỹ năng Cực kỳ quan trọng Đối với cả kỹ năng Đọc Các em ạ Tại sao Nào Bởi vì Predicting, because predicting makes reading easy bởi vì việc đoán nó sẽ làm cho việc đọc trở nên dễ dàng. Tại sao việc đoán lại làm cho việc đọc trở nên dễ dàng? Tức là khi em tưởng tượng là bây giờ mình không phải đọc một cái nó ngắn đi. Cái bài mà trong uh, cái bài đọc mà của của unit one của em ấy nó rất là ngắn, nó chỉ có khoảng độ chưa đến 10 dòng các em ạ. Vậy thì đối một cái bài ngắn như thế chỉ có 10 dòng thì thì mình chỉ cần lướt mắt mình đọc nó rất là nhanh, nó chỉ mất khoảng mấy chục giây thôi Nhưng bây giờ em thử nghĩ xem là mình phải đọc một cái tài liệu mà nó không phải 10 dòng, 100 dòng, 1 nghìn dòng Thậm chí là rất là dài Đúng không? Thì việc đoán nó sẽ làm cho việc đọc dễ hơn ở chỗ là em sẽ dự đoán được cái gì nhỉ? Cái chủ đề của bài đọc ấy là gì? Cái nội dung chính bài đọc muốn truyền tải là gì Thì khi mình có những cái 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 đấy trước khi mình đọc Thì mình có cái định hướng để mình đọc dễ hơn Rồi Before reading cụ thể này, before reading trước khi em đọc thì có những cái để giúp mình dự đoán. Mình dự đoán dựa vào tranh. Mình dự đoán dựa vào cái cái thiết kế của cái bài đọc đấy, cái cái cấu trúc của cái bài đọc đấy và dựa vào cái nữa là dựa vào cái tiêu đề của bài đọc. Nào cô nói lại picture là tranh này, design đây là cái cấu trúc và title ở đây nó là cái tiêu đề Vậy thì ba cái này nó sẽ giúp cho em đoán được cái nội dung của bài đọc mà mình sẽ phải đọc. Được chưa nhỉ? Và decide what the topic of the text is. Quyết định xem cái topic, topic chính là cái chủ đề của bài đọc nó. Đó là gì các em ạ? Ok. Vậy thì em nhìn giúp cô vào trong cái bài đọc trong sách của các em ở trang bao nhiêu đây? Uh, can you please open the book and turn to page 22 and look at page 22. Rồi so, các em hãy nhìn vào vào phải đọc của mình ở trang trang 22 ở trong sách ấy. Các em sẽ thấy là ở trong cái bài đọc này nó thứ nhất là nó có tiêu đề, đúng không nhỉ? Tiêu đề nó là title. Em đọc cái tiêu đề của bài là gì đấy? Uh, a room at the crazy house hotel Đà Lạt nó có tranh nữa, em còn nhìn thấy tranh nữa, những cái bức tranh mà lúc nãy cô cũng vừa mới cho các em thấy ở trên màn hình xong. Rồi có tranh này và sau đó mình nhìn vào cái bài đọc. Mình có nhìn để ý ra những cái cái cấu trúc của bài đọc nó hơi khác một chút so với cái bài đọc ở uh, unit 1 mình học không nhỉ? Nào. Sau khi các em đã nhìn vào những cái mà cô vừa nói rồi thì em hãy nghĩ xem là em biết gì về cái chủ đề đấy, em đoán được chủ đề đấy là gì rồi? và nghĩ xem là mình có những cái kiến thức gì về cái chủ đề đó à chủ đề bây giờ mình vẫn chưa ra chủ đề là gì ạ. À? rồi không sao ngay bây giờ mình sẽ cùng nhau um, đi để um, luyện tập luyện tập cái kỹ năng phán đoán này nhé gọi là kỹ năng phán đoán dự đoán tiên đoán nào các em nhìn này Um, các em hãy nhìn vào trong trong sách của mình bởi vì là cô nghĩ nó sẽ rõ hơn khi các em nhìn lên trên màn hình ở trên màn hình nó khá là mờ Nhưng tuy nhiên cô vẫn muốn show lên để mình có thể đối chiếu được nó một cách dễ dàng um, bài học bài đầu tiên bài tập đầu tiên cũng chính là bài tập trong sách của em exercise one you look at the text đây chính là text này được chưa don't read it don't read it đừng có đọc nó đừng đọc answer the question đừng đọc bởi vì tại sao bởi vì mình hãy trả lời những câu hỏi này trước khi mình đọc đã đây chính là cái kỹ năng phán đoán uh, what type of text is it what type of text is it cái từ type này là loại này các em ạ loại text ở đây là bài đọc người ta muốn hỏi là bài đọc này nó thuộc loại gì à thế bây giờ mình lại nói về loại này loại bài đọc ví dụ có nhiều các cái thể loại bài đọc các em nó có thể là trích dẫn của một cái uh, cuốn tiểu thuyết của một cái mẫu chuyện hoặc nó có thể là một cái bài báo được đăng hoặc nó có thể là một cái hướng dẫn gì đấy vân vân và vân vân đúng không nhưng mà cụ thể thì khi em nhìn vào cái bài này em nhìn cấu trúc của nó em nhìn cấu trúc của nó thì em có thể đoán ra được cái cái dạng bài đọc này là gì nhỉ đầu tiên mình nhìn nhá chu này gửi tới này gửi tới chỗ này là địa chỉ email không biết các em đã làm quen với địa chỉ email chưa? Các em đã bao giờ sử dụng mạng và có một cho mình một cái email riêng chưa? Hoặc là em biết là bố mẹ mình sử dụng cái email. Các em biết email rồi đúng không? Email là gọi là thư điện tử. Email. Email là thư điện tử. Thư điện tử tức là gì? Tức là bức thư mà đánh máy ở viết trên máy, máy tính ấy và gửi qua mạng ấy. Chứ không phải là bức thư mà mình dùng bút xong mình viết ra giấy mà mình gửi đến bưu điện. Thì nó không gọi là email. Vậy thì cái lá thư này, em nhìn rõ này, chỗ này nó là địa chỉ email. Đó, to, vậy thì mình đã đoán đoán ra được, được rồi này. Rồi tiếp theo chỗ này là hai Phong, xin chào Phong. Và nội dung, mình không được đọc nhé. Chú ý này, không được đọc mà em chỉ nhìn giúp cô cái cấu trúc của cái bài đọc này thôi. Um, và đến cuối cùng mình thấy này, see you soon, hẹn gặp bạn sớm nhé. Nick, ký tên. Vậy khi mà mình nhìn qua cái cấu trúc của của cái bài đọc này Mình có thể đoán ra được nó thuộc dạng gì nhỉ? À nó chính là một cái thư điện tử các em ạ à. Nó là một cái email, it's an email Em có thể ghi vào đây là email Email Hay trả lời đầy đủ là it's an email Nó là một cái thư điện tử Rồi tiếp nhé What is the title of this page and what's the topic? Nào, Title of this page thì um, trên này thì các em không nhìn thấy bởi vì khi mà cô um, chụp lại thì nó bị mất cái title rồi. Nhưng mà trong sách của các em ấy thì nó chính là a room at the crazy house hotel Đà Lạt. Nó chính là một căn phòng tại khách sạn khùng điên ở Đà Lạt. Thì đấy chính là title, nó là tiêu đề của bài này. Em có thể chép lại này a room at the a room này at the Crazy House Hotel Hotel Đà Lạt rồi. What is the topic vậy chủ đề của cái 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 bài đọc này là gì? Cái topic người ta nói về cái gì ở đây nào bây giờ này. Um, em sẽ nhìn giúp cô vào cái phần ở trên này phần trên cùng này này cái phần tiêu đề khi mà mình gửi một cái bức thư điện tử đi ấy, thì luôn luôn nó sẽ có địa chỉ của cái người gửi cái thư đấy tức là gửi từ ai và địa chỉ của người được gửi cái thư đấy tức là người nhận cái thư đó và nó có một cái người ta gọi là subject subject là Tiêu đề của cả cái thư đấy Subject Nó là chủ đề tiêu đề của cả cái thư đấy Là cái gì? Thì em nhìn thấy này Cái chữ ở trong sách Em nhìn thấy nó là Weekend away Weekend away Weekend là cuối tuần Away là đi xa Tức là một cái cuối tuần đi xa Mà cụ thể Người viết um, Thư này là ai nhỉ? Hai Phong là xin chào Phong Đúng không? Và cuối thư là Nick tức là người viết là bạn Nick, người gửi thư này là bạn Nick và người nhận được cái thư này là bạn bạn Phong. Vậy thì khi bạn Nick bạn viết như thế này thì cuối tuần này là cuối tuần của Phong hay là cuối tuần của Nick nhỉ? Đó là cuối tuần của của Nick. Rồi, vậy là mình đã gần ra rồi mình vẫn chưa đọc nhé. Các, các em tuyệt đối là mình vẫn chưa có chưa có đọc cái thư này đâu mà mình chỉ nhìn qua uh, những một số các cái từ chủ chốt người ta gọi là keywords ở trong bài thôi. Vậy thì cái topic của bài này à là gì? Nó là một cái cuối tuần đi xa của bạn Nick. It's about the topic is about the topic is about a weekend away of Nick của Nick hoặc là mình có thể ghi là Nick weekend away nào bây giờ sang câu thứ ba nhé Write three things you know about Đà Lạt à, chắc hẳn là có một số bạn thì đã được đến Đà Lạt rồi và các em biết Đà Lạt như thế nào đúng không nhưng mà có một số bạn bảo là em chưa bao giờ đến Đà Lạt em chỉ mới nghe tên thôi à, vậy thì mình biết gì về Đà Lạt nhỉ? em đọc được những gì về Đà Lạt À, bây giờ cô sẽ cho các em xem những cái hình ảnh này và mình sẽ đoán xem mà Đà Lạt như thế nào nhé. Rồi đây là một hình ảnh về Đà Lạt này, em nhìn này, Ok there's so many trees, right? And um, there's a lake here, and looks like it's on a hill. Có vẻ như đây là một cái sườn đồi đúng không nhỉ? Um, rất là nhiều cây này, có cả hồ nước rất là đẹp. Chưa hết, tiếp theo em nhìn, à, ok, đây lên một cái độ cao hơn rồi và, và mình nhìn thấy toàn cảnh những cái nóc nhà ở Đà Lạt trong trong sương mù Đó. và cuối cùng hình ảnh này wow một vườn hoa trải dài rất rất là đẹp đó thì đây là một số những cái hình ảnh về về Đà Lạt uhm, vậy thì cô sẽ cung cấp cho em những cái thông tin về Đà Lạt nhé trước hết Đà Lạt ý, thì nằm trên một cái cao nguyên cao nguyên gọi là Lang Piang Lang Piang uhm, cái thời tiết ở Đà Lạt thì quanh năm rất là mát mẻ bởi vì nó nằm trên một cái độ cao mà cao hơn so với miền đồng bằng thì nó sẽ là cái thời tiết nó rất là mát mẻ và như các em đã nhìn thấy là cảnh vật thì sao nhỉ vô cùng tươi đẹp vậy mình có thể nói về Đà Lạt như thế này này Đà Lạt is a city located on Lang Tiang Highlands nào mình có cái cụm này located là đặt tại đặt tại đâu đấy có cái địa điểm ở đâu đấy Đà Lạt là một thành phố được đặt tại cái cao nguyên, cao nguyên đấy tên là Lang Biang Highlands. Ok. It has beautiful landscapes. Nó có những cảnh sắc thiên nhiên rất là tươi đẹp. The, the weather there is cool all year round. Thời tiết thì sao nhỉ? Cool đây là mát mẻ. Quanh năm mát mẻ all year round. Vậy đây là ba cái điều mà cô chia sẻ với các em về thành phố Đà Lạt. Dalat is a city located on Langbiang Highlands. It has beautiful landscapes. The weather there is cool all year round.